Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Hóng Vlog đây. Hôm nay lại hành trình đi làm, tiếp tục một ngày mới bắt đầu nha. Hai ông. Ngoài trời tuyết hầu như nó đã không còn rơi nhiều nữa, đang dần tan rồi ấy, nên là đi lại nó cũng sạch sẽ hơn, đỡ trơn hơn. Hiện giờ mình cảm thấy quá hoang mang, không biết là có nên ở lại đất nước Nhật Bản nữa hay không, hay là về Việt Nam. Đến tận tháng 7 mình cũng sẽ hết hợp đồng, nên là phải suy nghĩ từ bây giờ đi. Nếu ở lại đây thì tìm công ty khác và chuyển Tokute. Lại là cái phòng ăn quen thuộc. Mình ăn uống xong rồi mình lại vào cái phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nằm ngổn ngang trên ghế. Hôm nay là không có mấy bạn nữ vào trong, thì có hai ba người, cả mình nữa là ba, ngồi lăn lộn trên nằm trên cái ghế đó để nghỉ ngơi. Đến 12 rưỡi lại bắt đầu xuống làm các bạn ạ. Cái cảnh cuộc sống xa nhà, ai cũng có nỗi khổ riêng. Cũng đã bước chân sang bên đất nước Nhật Bản, gia đình cũng không phải là giàu có gì, nhưng tụi mình cũng cố gắng, dù ở xa nhưng vẫn cố gắng, dù có mệt có vất vả đến mấy cũng không có kêu than. Sang bên này ăn khoai ăn sắn, tiết kiệm tiền để gửi về cho gia đình. Nói chung Chân chân là trâu cũng để mình mang đi làm mà, nên tiết kiệm được cái gì thì mình sẽ tiết kiệm cái đó. tiền Hôm này nào mình phung phí, cũng ăn khoai, hầu như là ăn khoai cả ăn tuần. Hôm thèm cơm thì ăn xíu cơm, còn đâu gần như là ăn khoai. Ăn khoai rất tốt cho sức khỏe, nên mình cũng kiểu người cũng hơi có hơi đậm đậm, nên mình có dễ béo ấy, mình ăn khoai cũng tốt. Các bạn nhìn thấy phòng mình toàn là con gái, nên là rất là nhiều đồ, nhất là mua sắm quần áo hay mua ấy. Các bạn ấy cũng còn trẻ nên là hay mua sắm những cái đồ mình thích, nên là con gái rất nhiều đồ không như con trai. Nhóm mình gồm có 7 người, nhưng mà thực sự ra rất là đoàn kết, với cả không có mấy khi cãi lộn. Về công việc thì hết hết mình để giúp đỡ các bạn cùng nhóm ấy, Món gì đấy? đi làm mỗi Vâng người ạ. một nơi, nhưng mà lúc mà làm Khoai á. công việc thì cũng hay Thế giúp có đỡ gì nhau chứ không đè nén nhau trong công việc. Đây có một bạn nữ trong trong phòng, hôm nay có bánh sinh nhật từ hôm trước rồi hôm nay mới ăn. Trời ơi, à, hôm thế trước ăn một cái bánh, hôm nay ăn một cái bánh, trời ơi, ngày nào ăn bánh luôn đấy. chắc mình phải đặt thêm món. Thằng nắm là chỗ em có hắn đau đấy. Thì ba bữa về thì đau bố nhỉ. Này ở quê em có mang không? Hôm nay mình đi làm về mệt nên là Mang cũng gì? lười đăng video. Thế em mang Làm gừng không? video cũng thấy lười, nói thì thở không ra hơi Thế chị nữa, cũng để mang luôn cũng hơi nha. mệt. Bữa sau về Mong là thì các bạn ủng hộ mình sẽ có động lực bây để giờ mình mình làm về tháo video. mực sữa. Chị ơi về quê em mua này tháo mực sữa luôn. Bao giờ mày mới về, mày đi tiếp thì bao giờ tao mới được ăn. Thế đây là cái bàn của tôi. rồi chỗ lạc.